Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin sáng hôm nay thứ Tư ngày 1 tháng 11 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk sẽ có những nội dung chính sau. Kỳ họp chuyên đề lần thứ Tư Hội đồng Nhân dân huyện Chư Mờ Ga khóa 9. Đắk Lắk thu hoạch được 140.000 hecta cây trồng vụ hè thu. Đắk Lắk chú trọng phát triển hạ tầng giao thông. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Ngày 31 tháng 10, Hội đồng Nhân dân huyện Chư Mờ Ga khóa 9 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ Tư. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã tiến hành bầu bổ sung và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Chư Mờ Ga khóa 9, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nay Hờ Nang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Các đại biểu cũng đã thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm theo nghị quyết số 96 của Quốc hội và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân huyện Chư Mờ Ga khóa 9, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 và giai đoạn 2021-2025. Cho ý kiến về dự toán dịch vụ sự nghiệp công lập, dịch vụ công ích đô thị năm 2024, v.v. Ngày 31 tháng 10, Hội đồng Nhân dân huyện EK khóa 8 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 5. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện EK đã xem xét thông qua các nghị quyết gồm nghị quyết giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện về chấp hành pháp luật cho công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện EK giai đoạn 2020-2022, điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2023, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, nguồn vốn ngân sách địa phương, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách địa phương, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn huyện EK giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2024 huyện EK. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện EK đã bầu bổ sung chức danh Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện EK khóa 8 nhiệm kỳ 2021-2026, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện EK khóa 8 nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 30 tháng 10 năm 2023, xã Chư Vi, huyện Chư Quynh đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập xã. Xã Chư Vi được thành lập ngày 30 tháng 10 năm 1993. Đến nay, xã có 3.985 hecta diện tích tự nhiên với 9 thôn buôn, 1.887 hộ với 8.548 khẩu và 14 dân tộc anh em sinh sống. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt gần 27,7 triệu đồng trên người trên năm. Cơ sở hạ tầng nông thôn như điện, đường, trường học, trạm y tế, thủy lợi được quan tâm đầu tư. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Đảng bộ xã hiện có 17 chi bộ trực thuộc và 226 đảng viên, nhiều năm là đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân huyện Chư Quynh và Ủy ban Nhân dân xã Chư Vi đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk phối hợp với huyện ủy Krông Năng vừa tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2023-2025 tại huyện Krông Năng. Tham gia lớp học có 76 học viên là cán bộ công chức viên chức của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Krông Năng. Trong thời gian 18 tháng, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Vận dụng kiến thức lý luận Mác Lênin và đường lối quan điểm của Đảng và thực tiễn công tác của mình, một số kỹ năng lãnh đạo quản lý nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo quản lý và vận dụng thực tiễn. Công an huyện Krông Năng phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị trấn Krông Năng và trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu đã tổ chức lễ ra mắt mô hình cổng trường an toàn giao thông. Thực hiện chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh Đắk Lắk và Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025, Công an huyện Krông Năng phối hợp với các đơn vị chức năng trường học xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông tại trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu. Đây là mô hình điểm đầu tiên được ra mắt trên địa bàn huyện Krông Năng.
Ban chỉ đạo mô hình có trách nhiệm tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến giáo viên, học sinh và nhân dân sống quanh khu vực cổng trường. Trực tiếp duy trì đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường trong các khung giờ cao điểm, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và báo cáo ban giám hiệu nhà trường để có biện pháp quản lý giáo dục đối với những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tại buổi ra mắt, các em học sinh đã được tuyên truyền và hướng dẫn các quy tắc biện pháp tham gia giao thông an toàn. Sau một thời gian tạm dừng phẫu thuật đục thủy tinh thể do thiếu vật tư thuốc phục vụ phẫu thuật, hiện nay các ca phẫu thuật đục thủy tinh thể đã được tiến hành trở lại tại Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk. Với hoạt động phẫu thuật đục thủy tinh thể, Bệnh viện Mắt sẽ tiếp nhận bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế và bệnh nhân không tham gia bảo hiểm y tế. Đối với bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế, khi chỉ đi khám mà không có chỉ định nhập viện, sẽ không được hưởng bảo hiểm y tế nếu không có giấy chuyển viện. Việc Bệnh viện Mắt đấu thầu thành công các hạng mục vật tư y tế và khôi phục hoạt động phẫu thuật đục thủy tinh thể trở lại, giúp bệnh nhân tiết kiệm chi phí ăn ở đi lại khi thực hiện phẫu thuật. Đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã thu hoạch được gần 140.000 hecta cây trồng vụ hè thu năm 2023, bằng 60,3% diện tích cây trồng. Trong đó, nhiều nhất là ngô trên 56.120 hecta, lúa nước 48.200 hecta, hoa lan 3.704 hecta, đậu các loại trên 19.000 hecta, còn lại là các cây trồng khác. Hiện nay, tình hình thời tiết sâu bệnh có nhiều diễn biến khó lường. Ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân tranh thủ thu hoạch nhanh gọn những diện tích cây trồng đã đến kỳ thu hoạch để hạn chế thiệt hại có thể xảy ra do thiên tai, đồng thời thường xuyên thăm đồng để có biện pháp ứng phó cũng như phát hiện sớm sâu bệnh để phòng trừ hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, xác định hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã huy động nhiều nguồn lực để xây dựng mạng lưới giao thông ngày một hoàn thiện. Đường Đông Tây thành phố Buôn Ma Thuột là dự án trọng điểm của tỉnh có ý nghĩa trong việc hoàn thiện hệ thống mạng lưới giao thông đô thị, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Bên cạnh đó, tuyến đường cao tốc Buôn Ma Thuột Khánh Hòa đang được triển khai xây dựng sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk nói riêng và vùng Tây Nguyên, Duyên Hải, Nam Trung Bộ nói chung. Thì cái đặc điểm của hàng hóa chúng ta là hàng thô, nên là cái giá trị không cao, nhưng mà cái khối lượng vận chuyển thì nhiều. Thế thì nếu mà chúng ta đầu tư được cái cao tốc thì sẽ giảm được cái thời gian vận chuyển và giảm được cái giá thành, từ đó nâng cao cái hiệu suất, hiệu quả cho người nông dân. Và coi như là cũng giảm được cái chi phí về vận hành cho công ty, cho doanh nghiệp vận tải. Cái dự án cao tốc Buôn Ma Thuột Khánh Hòa thì đây là một cái dự án mà cả đảng bộ, chính quyền của nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng, tỉnh Đắk Lắk nói chung rất là phấn khởi. Và cũng sẽ từ đây, nếu đầu tư hoàn thành cái đường cao tốc này thì tạo một cái động lực phát triển rất là tích cực và cho Buôn Ma Thuột, rồi cho Đắk Lắk và cả các cái vùng của Tây Nguyên này. Cùng với các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn cũng được đầu tư nâng cấp. Đến nay, 100% xã có đường nhựa đi đến trung tâm. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng thường xuyên bố trí kinh phí duy tu, nâng cấp, bảo dưỡng các tuyến đường chính nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân. Là trong nhiệm kỳ này, thì Trung ương cũng đã là đầu tư đường cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột với cái đoạn của trên Buôn Đắk Lắk là 84 km, và đầu tư đường tránh phía đông Buôn Ma Thuột với chiều dài khoảng 40 km, và hỗ trợ cho tỉnh để đầu tư đường tỉnh lộ 1 từ cầu Buôn Ky cho đến km 49, chiều dài là 52 km. Và đối với địa phương thì dùng cái nguồn vốn địa phương để đầu tư xây dựng trong nhiệm kỳ 2021 đến 2025 là dùng cái nguồn đầu tư công trung hạn giai đoạn 21-25, tổng số để đầu tư các tuyến đường là 7.450 tỷ. Theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu nhựa hóa hoặc bê tông hóa 100% tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị, 75% tuyến đường xã, 100% các đường chính trong thôn buôn nội đồng. Để đạt được mục tiêu đề ra, bên cạnh thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển mạng lưới, kết cấu hạ tầng giao thông, cần những cơ chế chính sách phù hợp thu hút tối đa nguồn vốn đầu tư hạ tầng giao thông đường bộ tại địa phương.